Xin chào mọi người đã quay trở lại với shop đồ câu Lê Rạng. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Rạng trong thời gian qua. Thì hôm nay shop sẽ giảm giá bộ combo này cho tất cả anh em thời gian qua đã ủng hộ kênh và Với shop nha. combo này thì quá quen thuộc với mọi người rồi. Cần đặt 2m4 của thằng Shimano Canvas và máy Yomoshi LC6000 nha mọi người. Với combo và phụ kiện này thì mọi người chỉ về và đi câu ít nhất là được câu sông hồ. Câu sông thì có thể câu lưỡi đơn hoặc là có sẵn thẻo cho mọi người câu cá trê sông luôn. Hoặc là vào hồ mọi người có thể dùng chùm nho mà đánh tra luôn. Câu ngâm nha mọi người. Chắc là mọi người cũng câu được hai kiểu và câu tra tre gì được hết luôn. Với dòng cần này thì sức tải của nó thì khoảng 7 tới 12 kg là ok nha mọi người. Vâng, máy máy của Yomoshi LC6000 mọi người. Nồi máy là kim loại nha mọi người. Nồi kim loại. Màu xám và vàng đồng nhìn rất là đẹp nha mọi người. Nấm bằng gỗ nhìn rất là sang. Bạc đạn mọi người. Dòng máy của Yomoshi là một đạn nó sẽ có 12 bi nhỏ. Ok mọi người ha. Còn thông số vô dây của nó thì nếu mà cước 0.8 28 thì mọi người vô được 270 m lận nha. 0.33 thì mọi người vào được 200 m và 0.35 thì mọi người vào được 180 m. Và với phụ kiện này kèm theo thì mình sẽ Rạng sẽ gửi cho mọi người cái dòng cước là của Shimano. Cước 0.5 nha mọi người. Tải cá của nó là khoảng 18 kg nhưng mà khoảng 10 kg là mọi người tải ok nhé. Là thông số của nhà sản xuất ghi thôi. Và kèm theo nó là một cuộn cước để cho mọi người tóm lưỡi để có thể là câu lưỡi đơn hoặc có thể vào cái thẻo này để mọi người tóm và móc vào đây và cho vào cái cước trục. Còn cước bên đây là mọi người dùng để cho cước trục cho vào cái máy này nha mọi người. Với 0.5 thì mọi người có thể vô vừa đủ với cái máy size 6000 này. Và kèm theo đó là một cước trục, cước để mọi người tóm lên, tóm lưỡi á. Và kèm theo cho mọi người hợp lưỡi luôn. Hợp lưỡi nếu mà số 10 thì khoảng vài chục cái nha mọi người. Người câu thoải mái luôn. Và kèm theo cho mọi người một cái chùm nho để có thể vào câu hồ. Và thêm một cái thẻo. Và cần thì đây là cần đặt của Shimano. Shimano Canvas nha mọi người. Cái cần này thì quá quen thuộc với một số anh em cần thủ cũng đã.
cần 2 khúc cán mút nha mọi người. Shimano Canvas 2m4 và khớp nối là dòng, với dòng này thì khớp nối là inox và có ốc vặn nha mọi người. Chất liệu của nó là sợi thủy tinh nên rất là trâu, rất là bạo lực nha mọi người. Cần này tải cá được 7 tới 12 kg là ok mọi người, cứ yên tâm. Và có khớp nối inox nên không sợ inox, mà có cái ốc vặn luôn. Nên mọi người không sợ mà dụng ra được. Đây. Đây là bát máy của nó nha mọi người. Cán mút. Đây chất liệu là sợi thủy tinh. Và với dòng này thì cán là cán, khớp nối của nó là inox nha mọi người, mà có ốc vặn đây. Rồi cho vào và vặn lại là cứng thôi. Đánh thả ra luôn. Rất khỏe nha mọi người. Khỏe và dẻo vì chất liệu nó là sợi thủy tinh. Đây, đọt rất là dẻo. Máy Yomoshi LC6000 nha mọi người. Máy quay rất là êm. Với tầm giá thế này, bộ cần này thì quá giá là khá sinh viên cho những anh em nào mới tập chơi nha. Và cần đặt này sẽ đánh không sợ hư luôn, từ khi nào mà bẻ gãy thôi. Vòng quay của nó cũng khá cao nha mọi người. 5.5:1 luôn. Cốt và nhông cũng khá là to. Ok, với bộ này thì với combo này thì Rạn để cho mọi người với giá là 380.000, chưa bao gồm phí ship nha mọi người. Đó, đầy đủ những phụ kiện theo như trong clip cho mọi người. Và mọi người yên tâm, khi mà ship hàng đến thì mọi người cứ kiểm tra hàng đàng hoàng, xem đúng như video giới thiệu thì mọi người nhận hàng và thanh toán tiền hàng cho cái người giao hàng. Bên shop của Rạn thì gửi theo cái việc theo post cho mọi người, nên mọi người comment đúng địa chỉ và thông tin đầy đủ như số điện thoại, tên thì bên đó họ sẽ mang hàng đến tận nhà cho mọi người. Nếu mà các ở thành phố Hồ Chí Minh thì trong ngày trước và ngày sau có thể là đến cho mọi người, và phí ship khoảng 2 đến 30, còn các tỉnh xa hơn thì 4-50, thì hàng sẽ đến tay mọi người, mọi người sẽ mang đi câu thôi. Cứ đặt hàng để lại số điện thoại hoặc comment địa chỉ và tên người nhận thì đã xin liên hệ lại cho mọi người để mọi người order hàng. Và order xong thì hàng sẽ đến tận tay mọi người, và mọi người chỉ việc xách đi câu thôi. Cước, lưỡi này kia cũng đầy đủ, khá đầy đủ cho mọi người rồi.
Mọi người đặt hàng vui lòng để lại tin nhắn nhé, hoặc là liên hệ Rạn qua Zalo hoặc là số điện thoại hotline ở trên màn hình và dưới mô tả Rạn có để, và địa chỉ shop thì ở dưới mô tả video luôn nha mọi người. Nếu mọi người đến shop thì hãy xem địa chỉ ở dưới mô tả của video, ở khu vực quận 9 Hồ Chí Minh nha mọi người. Mọi người sẽ đến đó có thể xem thêm một số mặt hàng, một số sản phẩm khác ở bên Rạn. Ok, xin tạm biệt mọi người nhé. Nếu mọi người thấy thích hãy like và share video ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người video sau.